Các bạn ạ, mình đang rất là hỏng cái reaction, cái gọi là cái phản ứng của Joe sau khi, như chúng ta biết là tập trước Joe nó đã gọi là biết một cái bí mật then chốt của bộ phim này, nó chính là mình chính là thế thân của anh Thong trong mắt của mình thôi. Thì tôi mới xem phản ứng của nó. Ủa, sáng ngày hôm sau, nền nhạc background kiểu rất là nghi ngại. thế nên con Hà không gặp mà à? Bé ngồi tĩnh. Bé lạnh băng Wow. luôn. Mình cảm ơn. Chị à? Làm sao mấy hẳn đa này? Ủa, Là cái chẳng đa này. ủa, anh nhớ là Con mày này nói này. những gì không? Khao chào. Mì đấy, Vậy còn nữa. mì anh nấu bằng nước rửa chân của anh Thôi. luôn. Chúc ngon miệng. Thôi nhìn mới gặp được mà. Nhưng mới đang chạy à? Có lẽ Minh nó vẫn đang kiểu ngơ ngác sau cơn say tối qua, nó chưa nhận biết được cái thái độ ấy. Mà thực sự yes mình thích Minh, à mình thích Joe ở đây, thái độ của bé kiểu like nó rất cháy nhá, thực sự gọi là bé rất đau. Bé bình thường bé kiểu núng năn núng nính, ngoan ngoan như một cái bánh bút tinh ấm áp mới ra lò ấy. Nhưng mà đây bé lạnh băng như một que kem, kinh khủng luôn thực sự. Mình muốn bé lớn lên, mình muốn bé không phải là một nạn nhân nữa. Thì mình rất là thích kiểu khi mà chúng ta style warp từ nạn nhân mà chúng ta vụt phát kiểu nên thành kẻ đi săn ấy. Xuất sắc. Nhóm mới đang chạy à? Lên bẩn con em ผมไม่ได้ hả พี่ mày รู้ ấy à? Giờ mày không lên cũng không ยอม nhưng mà ngàn tành của mày là พี่ một kêu một kêu phải phải cái này chứ lên bò chính rồi à khỏe không không phải khỏe đám nhé cưới to rồi nó tè của kèm sọt Thang. cong này mày hẹn với nó to à ไอ้เหี้ยมึงเคยคิดถึงทีมงานตามตังเขาบ้างหรอวะเขาไม่ได้มีเงินจากพรีเซนเตอร์เหมือนมึงด้วยพี่เป้าใจเย็นนะพี่คือผมเข้าใจทั้งสองฝ่ายนะพี่เพราะฉะนั้นวิธีดีที่สุดเรามาช่วยกันคิดแก้ปัญหาไหมผมไม่เลือกอะไรทั้งนั้นแหละถ้าวันแถลงข่าวใครมาไม่ได้นะก็ไม่ต้องเล่นโอเคถ้าพี่เป้าว่าแบบนั้นก็ตามนั้นครับแต่ผมก็หวังว่าพี่จะหาคนที่เหมาะสมมาแทนผมไ Oh ด้my god. Tức là Châu hả? Ừ. Oh Thằng mày thấy mấy miêu quá. Anh Châu cũng bên tổ thèn rồi mà nè. Ôi. Tại lương này cũng đã đặt mình phải hiệp thèn mấy anh em. Ôi. Chúng ta đang chế độ đi săn sẵn rồi cưng. Đúng không các bạn? Đéo còn là nạn nhân nữa rồi. Chúng ta là thợ săn. Và chúng ta đã có súng. Mà bị chọc lên á.
mở rộng địa bàn nào. ครับเข้าใจแล้วครับเฮียเฮียเขาว่าไงบ้างอะพี่เฮียเขาไม่อยากชนว่าก็เลยโยนให้มึงคนตัดสินใจโอ้พี่วุฒิแล้วผมจะไปตัดสินใจอะไรได้ครับทำไมเขาไม่รอให้พี่เป้าใจเย็นก่อนแล้วค่อยคุยกันอีกครั้งอะพี่พี่รู้จักพี่เขามานานแล้วคนอย่างพี่เขานะลองเปิดหน้าชนแบบเนี้ยไม่พี่เป้าก็ไอ้ตรงแม่งต้องไปสักคนน่ะตัวทองได้ดับบ้านกับเสาไว้ตรงนี้เฮียเขาจะเลือกใครอะครับรุ่นใหญ่อะก็ต้องเลือกรุ่นใหญ่ด้วยกันอยู่แล้วพี่เป้าเขาทำงานกับเฮียมาต้องงานแล้วเอาจริงๆนะเรื่องเนี้ยไอ้เฮียตรงแม่งผิดเต็มๆเว้ยถ้าอย่างนั้นหนังเรื่องนี้ไงก็ต้องหาคนมาเล่นบทนี้แทนพี่ตรงใช่ไหมครับจริงละกึ่งก่อนจริงๆนะกูอยากดันมึงได้เองนะโจแต่มันต้องไม่ใช่เรื่องนี้ที่แฟนคลับพี่ตรงเขารอกระทืบซ้ำทั้งประเทศเนี่ยจะเอาตัวเองไปเสี่ยงทำไมวะเอาเนี่ยคุ้มดวงทำไมพี่ตรงไม่เลือกผมอะแต่ผมอยากให้แฟนคลับเขาเห็นครับ ผมจะเป็นพระเอกเรื่องนี้แทนพี่ตรงมีให้แฟนคลับเขาเห็นครับผมจะเป็นพระเอกเรื่องนี้แทนพี่ตรงแองท้องนำเดือกแองกูนำเดือกทุกท่านเห็นแล้วMinh à Joe ở đây nó đã sống cháy hơn, tức là cái thần thái của nó vẫn hơi non, nhưng mà sự cháy của nó là có rồi nha, cái sự lửa hận thù đấy, tức là nó đương nhiên là nó không đến mức nó bây giờ mình thấy nó kiểu đang kiểu hơi bừng bừng lên đủ để nướng chín một con mực thôi, nhưng mà ấy, thế là mình muốn là nó kiểu bừng bừng cháy con mẹ cả một cái trung tâm thương mại cơ, yeah, ta muốn nó cháy kiểu điên rồ. Tuy nhiên thì chúng ta có lẽ là, tức là mình không biết là cái sự gọi là tức giận lửa hận thù này nó sẽ to đến đâu ấy, không biết nha. Nhưng mà bé như Joe thực sự bé kiểu rất là kiểu trong lành ý. Nó rất là một con chó dịu mát, nó rất khó để chúng ta bùng lên trở thành kiểu gió giật cấp 7 cấp. Thì đại loại là mình cảm giác thế. Còn thì chúng ta không biết được. Ok, nhưng mà chốt lại là bé đã có sự cháy nhất định nha. Bé đã có sự lửa hận thù ở đây, hiểu không? Châu của chúng ta bé đã tâm sự với Pewdie về chuyện mối quan hệ của mình với Minh là toàn bộ tất cả sự thật luôn. Nó biết được sự thật là Minh chỉ coi đó là một kẻ thay thế. Thì Pewdie bảo nó là đi clear mọi chuyện để với Minh đi thôi. Hello Minh. Hello. Thì nó đã à đây nè. Đuổi chẹp khó mà chẳng bán video là Minh. Minh ra khỏi nhà và nó dập máy luôn. Sáng hôm sau khi hít vào tận nỉ cũng phốn rồi. Minh đến công ty. Chị có biết chẳng bao nhiêu liền. Minh. Ôi. À. Chị bảo là tôi mà, bố mà. Chị bảo này sẽ lại tôi bay à? Chị thấy tôi là cái gì vậy? Ôi. Ủa. Minh à. Thấy chị là cái gì vậy? Tôi thay khỏi tổng chứ mà. พี่พูดอะไรก็คืนวันคริสต์มาสอ่ะมิงมากอดข้างหลังพี่แล้วก็เรียกพี่ว่าพี่ตรงไงเดิมไม่ทำพี่มาพี่เลี้ยงมิงมิงที่ไกลไกลมิงเรากว้างขวดเจ้าอ่ะดิเห็นพี่เป็นตัวอะไรวะตัวแทนของไอ้ตรงใช่ไหม
พี่พูดอะไรก็คืนวันคริสต์มาสอ่ะมิงมากอดข้างหลังพี่แล้วก็เรียกพี่ว่าพี่ตรงไงว่าไงอกหักมาใช่ปะเขาเพิ่งขอแต่งงานกันมานี่นี่มันเรื่องส่วนตัวผมOh my fucking god. พี่ก็อยากให้มันจบอ่ะ God. เก็บของไปจากบ้านพี่ได้แล้วแล้วอย่ามาให้พี่เห็นหน้าอีกนะหมิงพี่ไม่มีสิทธิ์มาสั่งผมผมสั่งให้พี่กลับบ้านโอ๊ยโอ๊ยไม่ต้องกลับไก่ก้อนโอ๊ยมึงนั่นแหละกลับไปก้อนไม่ไม่ Oh my Tao ra lệnh cho mày về, mày phải về uống. Anh chị đánh nhau kiểu meo meo ạ. Uầy. Kiểu toàn giật tóc nhau nha. Kiểu đang đánh nhau nhưng mà mình thực sự là mình thích tóc bạn ấy. Tóc bạn ấy mềm lắm. Hai bé đánh nhau mà toàn mặt pon à mặt trâu mà nó đánh. À, dạ, dạ, dạ. Bọn mày nghĩ sao về một kiểu tóc đỏ ngắn? À. Dừng lại. Off ra khỏi office phi điều này. Yai phi tông liếc con mà lạc ra khỏi nó ơi. เรื่องนี้มันยังไม่จบโอ้ยชื่อเศร้ามั้งนี่ก็หมุนนี่ทีไม่จบกูบอกแล้วไม่ใช่เหรอให้มึงรีบเคลียร์เรื่องเนี้ยขอโทษครับพี่วุฒิขอโทษจริงๆพี่พรุ่งนี้จะแถลงข่าวอยู่แล้วนะเว้ยมึงจะเคลียร์ด้วยตัวเองหรือให้พี่เคลียร์ให้เอาเยอะกวนมากน้ำเชื่อมเวลาผมไปเคลียร์กับเขาที่บ้านเองครับผมไปด้วยผมไม่ไว้ใจมันอย่าเลยซอนเดี๋ยวไปเคลียร์เรื่องนี้เองhọp báo của đạo diễn ấy thì Châu trực chọn vào rồi đấy. Yeah. Cái phim mà đóng thế cho Thang ấy. Không phải đóng thế mà là đạo diễn Sinh Minh mới thao đuổi thao đi chọn Châu thì Châu đã được chọn. Nhưng mới kẹp khó mình hả? Pi sao vậy nhỉ? Chứ ba. Không bỏ này nè. Chàng này Pi kêu hả fan điều không biết đai hả? Ui. Thằng ăn mình kêu xỉa với lạc ở Pi thằng mày à? Mày béo thể bossy ở đây ở đâu? พี่ช่วยลืมทุกอย่างแล้วกลับไปเป็นเหมือนเดิมได้ไหมอ่ะก่อนหน้านี้เราก็มีความสุขกันดีไม่ใช่หรอมีความสุขกันดีเหรอมิงแน่ใจเหรอถ้าเกิดว่ามีความสุขกันดีมิงจะคิดถึงคนอื่นตอนที่เรามีอะไรกันทำไมอ่ะผมขอโทษผมขอโทษมิงไม่ผิดหรอกพี่อ่ะผิดเองพี่ไม่รู้ว่าตัวเองเป็นแค่สแตนด์อินโอ้โหพี่ไม่รักผมแล้วเหรอผมเทบายเลยหรอกเกิ้งอ่ะหมิงพี่จะบอกอะไรหมิงให้นะถึงพี่จะไม่มีอะไรดีเท่าพี่ตรงนะแต่พี่ก็มีศักดิ์ศรีหมิงพี่ไม่อยากเป็นสไตล์ของใครทั้งในจอและนอกจอเข้าใจปะโจโจปล่อยพี่ไปเถอะมิงให้พี่ได้เหลือความรู้สึกดีๆไว้คิดถึงกันบ้างโอ้ไอ้เทลุนให้พี่ได้เหลือความรู้สึกดีๆไว้คิดถึงกันบ้างได้ไหมอ่ะพ
hôm nó diễn slay lắm luôn ý. Kiểu cảm giác kiểu cái tổng thổ mà chứ ba. Làm gì? Không biết chóp lò nán nè. Kiểu xem cái sắc mặt của nó mà cảm thấy nó căng vãi. Ê Quang hả bị tổng ว่าไงนะครับพี่ว่าต้องเป็นแผนของพี่วุฒิแน่ๆที่จะพยายามดันเด็กของตัวเองก่อนหน้านี้เนี่ยก็ดันจอห์นสันได้เป็นพระรองแล้วพอโจมาเป็นพระเอกอีกก็ได้ประกบคู่กันสมใจเลยซอนใช่มิงช่วยอะไรพี่หน่อยสิวันพรุ่งนี้มีงานแถลงข่าวเปิดตัวหนังช่วยทำยังไงก็ได้อย่าให้โจได้ไปงานนี้พี่จะไม่ยอมให้สแตนด์อินมาแย่งงานพี่พี่ต้องไม่ต้องห่วงเลย What? ตราบใดที่ผมยังอยู่ไม่ดีกันสิเขาจะไม่ได้ไปไหนแน่นอนโอ้ my god ทำเป็นมาอ้างศักดิ์ศรีที่แท้พี่จะทิ้งผมไปเล่นหนังกับไอ้โอป้าของพี่นี่มึงพูดบ้าอะไรเนี่ยครับพี่คิดว่าผมไม่รู้เหรอหนังเรื่องใหม่ของพี่ไม่อะพี่ก็ได้เล่นคู่มันนี่มีหน้าล่ะเมื่อเช้ามันเข้ามาเสือกอะแล้วเมื่อคืนที่พี่ไม่กลับบ้านอะพี่ไปนอนมันมาใช่ไหมอ้าวจะไปไหนนะเอาก็บ้าไม่ What ฮัลโหลซอนผมเองนะพี่โจผมจะเป็นห่วงอ่ะเห็นพี่ไม่รับสายกำลังจะไปบ้านพี่ทุกอย่างเรียบร้อยดีซอนซอนไม่ต้องมาหาพี่นะพี่เคลียร์กันเรียบร้อยแล้วโจแค่นี้นะก็ซอนก็มิ่งดิก็ทางไอ้ไอ้ก็หนึ่งไอ้โอ้ยโอ้ยWhat? Ủa? Ủa các bạn ạ? Ôi vãi cả! This... con... Ủa? Một... Một... Ba... Alo các chú cảnh sát... Ôi...đây là mình thấy cảnh này ấy, cái sự kiện này mình chói Châu ở đây xích lại nhá. Thế mình thầm ba rồi hả? Chứ đéo phải chói. Thế đi thế nào thì mình? Thì khi đó cũng chẳng ngô khi nào khẳng đi ba nên không mà chờ. Đây mình cảm thấy là cảnh quyền lực nhất của mình luôn ấy. Mình quậy biết bây giờ nè.ถ้าพี่ไม่ได้ไปงานทุกคนจะเดือดร้อนนะหมิงตราบใดที่ผมยังอยู่ที่นี่พี่จะไม่ได้ไปไหนทั้งนั้นแล้วแต่พี่จะไม่ได้เจอไอ้ซอนกวนลึก fuck วันนี้อารมณ์ดีจังครับ fuck you ก็ในที่สุด fuck you very very much แถมคราวนี้พี่เขาได้เป็นตัวหลักด้วยไอ้ยิมไอ้โจติดต่อมั้งบอกว่าไม่นะพี่มีอะไรเหรอพี่แม่งก็เปลี่ยนทายนะแม่งก็ไม่รับเนี่ยกำลังโมเปลี่ยนทายแล้วอะไรฟังอยู่นี่แหละเดี๋ยวกูจัดการเองยิมถ้ามันติดต่อมาบอกกูทันทีนะโอเคครับพี่พี่ซอมโอเคไหมพี่พี่โจกินหน่อยสิไหนรู้ป่ะว่านายกำลังทำอะไรตัว
ุกอย่างที่พี่ทำมาเพราะย้อนนายไปฉันด้วยแล้วไงผมจะลงทุนทำหนังอีกกี่เรื่องให้พี่เล่นเป็นพระเอกก็ได้ขอให้พี่ยอมอยู่กับผมใช่สิได้เดี๋ยวไฟฝันได้ขอให้พี่ตรงนะได้บทกลับไปอ่ะแล้วก็ยอมทำทุกอย่างเลยใช่ปะพี่ไม่เข้าใจอะไรเลยวะใครบอกอะมิงที่ผ่านมาเนี่ยหาที่พี่ไม่เคยเข้าใจอะไรเลยอ่ะพี่จะฟังสอนมันตั้งแต่แรกไหมอย่าไปหามันมากใช่ไหมได้ผมจะทำให้พี่หมดอนาคตอยู่กับผมที่นี่แหละเอามาฟังกันก่อนพี่เต้าพี่ผมขอโทษจริงๆอ๋อมิงหนอดเดียนลำดุยแล้วมันอยู่ไหนล่ะคือยังติดต่อไม่ได้พี่แต่ปกติมันมึงเงียบเหอไอ้สัตว์แม่มึงรู้ไหมตั้งแต่ทำงานมาทั้งชีวิตแม่งยังไม่เคยมีใครกล้าทำกับกูแบบนี้เลยนะเว้ยคอยดูเหอะจะจบงานเนี่ยอย่าว่าแต่เฮียโจเลยแม้แต่มึงก็จะไม่มีที่อยู่ในวงการไอ้วุฒิพี่เป้าเดี๋ยวพี่โจเอ้ยพี่ครับผมมาแสดงความยินดีด้วยนะครับทุกอย่างเรียบร้อยดีไหมต้องมึงทำอะไรให้โจปะผมจะทำอะไรล่ะใจเย็นๆก่อนดิพี่ผมมาแสดงความยินดีเฉยๆอะดอกไม้ก็มีก็ได้ถ้าฉันนะทางได้ละ verb กับ villain เด้อเยอะคงเขียวมันเด้อแกะเอาไปก่อนหมิงยังไงผมก็ไม่ปล่อยพี่ไปไหนทั้งนั้นแหละเปล่าอ่ะพี่แค่มีเรื่องสงสัยอยากถามมิงมานานแล้วถ้าแบบว่าพี่ชอบพี่ตรงอ่ะแล้วมิงจะมาสนใจเรื่องพี่กับซอนทำไมก็เพราะเพื่อนของผมไงเป็นตุ๊กตายางเวลาที่นายคิดถึงพี่ตรงใช่ปะไม่ใช่นะพี่พี่ถามจริงครับมิงที่ผ่านมามิงเคยรักพี่บ้างปะฮะมาเฉลยดิพี่รู้ไม่ออกจริงเหรอที่ผ่านมาที่เราอยู่ด้วยกันอะพี่รู้ผมไม่ออกจริงเหรออยู่กับผมเถอะนะผมจะให้พี่ทุกอย่างที่พี่ต้องการเลยหมิงรู้ไหมชักเลยนะว่าตอนนี้สิ่งที่พี่ต้องการที่สุดมันก็คือหมิงvận dụng tất cả những kiến thức đã học ở trường đại học sân khấu điện ảnh đúng không? Chúng ta sẽ diễn sẽ làm tình. Oh my god. Chúng ta sẽ dùng răng. Mình cười trò cho anh đi. Đúng không? Sẽ rất tiện hơn đấy. Thế thì mình lúc nãy thì mình không chắc. Bây giờ mình
chắc hơn về việc, tức là mình nó cũng không phải có feeling real, feeling thật với cả Châu. Chứ không phải là chỉ nó chỉ coi bé là có thể đấy là lúc đầu thôi, nhưng mà kiểu thời gian dần lên. Mình chào con. Con này biết khỏi yêu không làm thay mình đấy. Yeah. Điểm ngoặt của vở kịch. Nếu mà mình hiện biết bên tôi hay biết tông rồi. Ta chắc chắn nó không phải là nó muốn làm top ngay bây giờ. Hiểu đúng không bạn? Yeah. Mình sẽ trân trọng cơ hội làm top này. Xem đăng lên Facebook xong rồi kiểu. Cái lên đầu được làm top. Đéo. Đây là điểm ngoặt của vở kịch. Cái biết thực sự các bạn ạ. Một bé dám xích chúng ta. Con đứa thế này là cái bằng xích. Mình thấy vãi cả cứt luôn. Vãi cả lòn. Thực sự luôn. Lòn. Đương nhiên là Minh ở đây mình thấy là nó không biến thái đến cái mức kiểu yeah, nhưng mà nó vẫn có cái nét nó stick người bằng. Thực sự thì với tính một bé tính cách như Minh là nó làm ra chuyện này là mình thấy là nó có thể làm đến chuyện này và nó thể hiện được cái sự gọi là gì, phong cách kiểu quyền lực gia thế của gia đình. Đúng không? Phong cách quyền lực, phong cách bossy, phong cách chủ nhân ấy. Yeah, nó thể hiện ở đây. Sợ nha. Tuy nhiên là mình thấy là nó không có ghê đến mức đấy. Cái thần thái của Minh, nhưng mà cái việc nó nhốt một người lại, xích một người lại. God. Thế nên là người giàu có thể làm cho chúng ta biến mất khỏi cái bề mặt trái đất này. Pew. Đúng không? Rất dễ dàng luôn. Bằng quyền lực, bằng tài chính. Kiểu vậy. Đơn giản lắm. Dọn dẹp đi nào các em. Dọn dẹp cái xác này nào. Chỉ cần mỗi thế thôi, hôm sáng hôm sau thì chúng ta có thêm một cây bưởi trồng trong vườn hết. Xong. God. Thì yeah. Nhìn chung là kiểu ghê vậy. Nhiều xác hơn thì nhiều cây bưởi hơn thôi. Đơn giản. Sau khi chúng ta sau khi Châu thoát được khỏi cái có giải chư mừng với em anh chị. Yeah. Sau khi Châu thoát được khỏi xiềng xích thì Châu nhưng bé cũng đã miss cái bỏ lỡ cuộc họp báo rồi. Thế nên là đạo diễn đã cho bé vào danh sách đen, bé không có một công ty, không có một phim nào nhận bé làm nữa. Thế nên bé đã quyết định con nặng no vậy hả? Yeah. Yeah, đấy là lý do bé quyết định là bé sẽ làm cho những bộ phim trường của nước ngoài, tức là những cái phim trường mà nó chui đấy, không có đảm bảo một cái gì cả, thiết bị không đảm bảo, nhưng mà bé không còn một cách nào khác, bé quyết định làm. Son, nghe. Ngay ngay, thoải mái. Và đó. Nobody do.
chính là lý do chúng ta đã thấy cái cảnh đó ở tập 1. Thì đang ở phim trường thì mình gọi đó. Mày tôi như này à? Mình quay phim bây giờ nhá. Mày. Mình muốn nhiều. Không biết gì mà biết rồi. Mình muốn nhiều kéo thôi. Rồi mà lên tôi bên mày rồi nè. Và mình tin mình ở đây. Pi อยากได้อะไรผมจะทำให้พี่ทุกอย่างเลยนะ มิงมันบอกพี่ตอนนี้มันก็สายไปแล้วมิงนานเท่าไหร่ผมก็จะรอนะพี่ผมจะรอพี่อยู่ที่บ้านหลังนี้ทำอาหารอร่อยอร่อยรอพี่กลับมากินด้วยกันนะจอถ้าพี่กลับมาหาผมอะผมสัญญานะว่าผมจะไม่ให้พี่เป็นตัวแทนใครอีกแล้วฮัลโหลฮัลโหลมิงฮัลโหลเย đó là cuộc gọi thoại cuối cùng của anh chị ý trước khi Châu lao xuống và chúng ta quay về hiện tại. Mày quay cái nhà phường luôn. Về lại căn nhà của Châu. Bản thân phướng tù nè lô, khoai khoai bạc Châu tù. Phụ. Mày quay cái nhà phường luôn tù mấy. Khả mẹ. Nhìn này có liên mẹ đây tà lọt nè. Đúng bao. Cảm ơn nè hả. Giờ mình thấy là mình cái cuộc hội thoại rất chân thành. Nhưng mà mình vẫn cảm thấy chúng ta thực sự có thể ở với một người đã xích chúng ta bằng dây xích sao? Như một con chó. Có lẽ phải tốn rất nhiều công các bạn. Tìm hiểu thông tin. 2 năm đi phản mà, mi ai lại biến đổi bên. 2 năm trôi qua. Lại dạng. Son กลับ về Cao Lǐ. Đan đan thì đến sẽ cầm rap ngàn đi Thái. Bằng chắc thì không mới mang ngàn thả lẻng. Son thì có nhiều dự án về âm nhạc từ Hàn Quốc trở về. Thang thì đó, đạt được diễn viên xuất sắc. Trong cái bộ phim mà Thang trong bộ phim mà Joe chính của chúng ta đã không được đóng ấy. Thì Thang vẫn được đóng và bé đã đuổi mẹ đạo diễn kia đi. Đó cơ cái bên lúc khởi mà hả sẽ tí. Yeah, đám cưới với chị của Minh. Còn Minh thì trở thành idol. Tuy nhiên nó không hiểu tại sao nửa năm qua. Tức là ý là tại sao Minh nó lại một bé trước giờ nó không quan tâm thì đến gọi là danh vọng ấy. Tại vì nhà bé giàu rồi mà. Bây giờ nó lại cật lực đóng phim quảng cáo. Thế ra mình cũng chưa hiểu lắm. Chắc chắn có liên quan đến Châu rồi nhưng mình chưa hiểu lắm cái con đường của Minh, cái tư duy của mình ở đây. Không biết khi mình tua tồn. Và tai nạn của nó thì không có kết quả nào. Có thể qua Bing tìm xem. Đội mũ vào thì chuyên thể thẳng sống ra ăn cắp nha. Thực sự. Thì giống cái gọi là bắt cóc hơn. Bắt cóc mình đi. Mình muốn được cậu bắt cóc. Ôi nó về lại nhà cũ các bạn ạ.
นั่นสิvới cái cảm giác cái sự biến thái ở mức độ vừa thôi, nhưng mà nó vẫn cảm thấy kiểu like có lẽ từ tập sau thì nó mới bớt. Nói chung là oh my god. Dù gì ấy, thì chúng ta có thể, vẫn có thể dù bất cứ điều gì đúng không? Chúng ta vẫn, mình có thể chắc chắn một điều là chắc chắn là feeling to Joe, à mình nó yêu Joe real, nó real nha, nó rất real luôn. Nó ở đây 2 năm và chúng ta đã biết rằng một bé như mình ý, bé đâu tư duy của bé là bossy, nó là chủ nhân luôn, nó kiểu tao nói và mày nghe, đéo bao giờ đúng không? Phong cách thế nên là thế mà ở đây mình như ngay phòng á, mình đúng không? Còn mình á, nó lỏng. Nó lỏng hơn, gọi là nó thả lỏng so với con người của nó đối với Châu ở đây. Xong rồi nó còn đồng ý. Hôm nay biết có yếu không làm thêm mình đây mày. Để Châu ở phía sau, để Châu top mình. Oh my god, có phải là thực sự là nó phải yeah, đúng không? Thì nó phải rất yêu.
Ok, chỉ cần anh ở lại đây. Em muốn talk với gì? Anh muốn làm đoàn tàu đúng không? Được, em sẽ làm khe núi. Yeah, em sẽ dọn dẹp sạch sẽ khe núi, nó không có một... Thực sự, anh lao vào đi. Đoàn tàu lao vào đi. Em chấp nhận. Tất nói chung là để mà nó ý là đấy, để mà bé có tư duy chủ nhân như mình, tư duy bossy ấy. Mình không biết dịch bossy là gì luôn. Không cách kiểu ông chủ. Còn phần của Mia kì การที่พี่กลับบ้านมาแล้วมีไฟเปิดอยู่ทำไมองค์ฉุกเขาใกล้กับอะไรสิแล้วก็มีกลิ่นอาหารหอมๆติ๊กซาเลยพร้อมกับมีคนถามพี่ว่าว่าอย่างนั้นช่วงนั้นทุกท่านจะขอเขาถ่ายขังเด็กรู้ไหมเกิดอะไรขึ้นขังเด็กมาเที่ยวนานเนาะอิวโจว์ริโอ yeah có lẽ mình sẽ nói nhiều tự lặp lại trong đầu mình để xua bớt cái hình ảnh, cái cảnh biến thái của nó. Và một điều nữa mình cũng rất thích đó chính là việc Joe nó sống cháy ở đây. Ngay những giây đầu tiên của tập. Bé ngồi tĩnh lặng. Bàn ăn xuất sắc mà không biết nó ngồi từ bao giờ nhá, kinh khủng luôn. Bình thường thì nó sẽ kiểu như một chú mèo, mèo baby, mèo con chơi với anh đi Minh, yeah, tung quận lên cho anh. Bây giờ trông kiểu like lại đây là Minh, anh sẽ cào vào mặt mày, cào cào cào. Yeah. Tập sau thì sao? Tập sau không biết là gì. Tập sau chúng ta đã về hiện tại rồi. Thì không có chuyện là tập sau nên không hiểu.